xanh cuốn xem màu nâu ha, thì mình sẽ tô và hướng dẫn người tô và phối màu. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu nâu trước. Cái hình từ xanh thì cái màu xanh của mình nó bị cong vậy rồi nha, mình sẽ tô sợ nó bị gãy đúng không ạ. Mình sẽ tô cho hẹp đều. Tiếp theo mình sẽ tô màu kem. Mình sẽ tô cho điện. Đó thì mọi người cứ tô đều giống mình là được nha. Mình sẽ tô cho đều. Mọi người cứ tô đều với mình là được nha. Mọi người xíu. Tô đều. Coi chữ hiện đẹp. Thôi cho nó hẹp đều luôn. Nãy giờ mình tô mình cầm lộn đâu. Đó, gặp tô cho nó đều màu nha, không để bị lem. Cái độ dày nha mọi người. Mọi người cứ tơ cho mình vậy nha.
thơ điệu theo. Tao chỉ cần một cái điểm nhỏ ở đây mọi người cũng thấy nè. Tôi cho hiệp tiền không? Cho nó đi. Và mình để tới xong mình nhé. Đây chính là phẩm bức tranh mình đã tô nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp mọi người những clip tiếp theo nha. Bye bye.